Xin chào tất cả các bạn, và video hôm nay mình sẽ làm một cái video là chủ đề về làm hấp tóc các bạn. Thì trước khi hấp tóc, chăm sóc tóc thì mình sẽ gội đầu trước, rồi sau đó mình sẽ hấp tóc để mà cho tóc nó mượt hơn á, nó có dưỡng chất nhiều hơn á. Thì tại vì dạo này tóc mình nó hơi khô các bạn nè, tóc nó hơi khô ha, cho nên rồi ok, và bây giờ mình sẽ gội đầu trước ha. Mình sẽ xài xà bông này, xà bông này thì rất là thơm các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ làm ướt tóc trước nha. Rồi lấy xà bông bỏ lên các bạn. Thì mình sẽ gọi ra như này ha, cho nước ướt bền. Đó thì các bạn sẽ vào hết, nói chung là sẽ cho cái phần bụi nó ra ha các bạn. Bụi nó ra trước. Đó là mình sẽ gọi xà bông trước. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ xả nha. Xả nước ra ha. Wow. Rất là mát các bạn. Mình xả cho hết xà bông nha các bạn. Mình xả cho hết xà bông. Xong cái phần gội đầu rồi ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gội xong mình sẽ lau mặt ha. Lau mặt. Rồi xong rồi, cái phần tiếp theo các bạn, tiếp theo là mình sẽ tiếp theo là mình sẽ lấy cái hũ này để mình hấp tóc ha. Đây cái hũ này ha. Rồi ok. Rồi thì khi mà tóc nó còn ướt như thế này thì các bạn sẽ trát này lại luôn.
Đó, trát cái này lên cái tóc này ha. Đó, ok. Và mình trát luôn ha. Trát cho nó đều hết cái tóc ha. Rồi, mình trát ở trên đây luôn. Sẽ mấy tóc cho nó đều hết luôn, luồn vô ở phía trong đó các bạn. Cái mùi này rất là thơm ha, cái mùi dầu này rất là thơm, cái dầu hấp tóc này. Nói chung là mình sẽ làm cho tóc nó đều hết luôn. Đó, nó sẽ đều hết như vậy ha. Rồi, ok. Ok, mình nghĩ là chắc là ok rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quấn tóc lên nha. Quấn tóc lên ha, đợi xíu nha. Mình sẽ đẩy lại. Rồi, mình sẽ quấn tóc lên nè các bạn. Mình sẽ cột lên hết các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cột lên để cho nó gọn lên ha. Nó sẽ nhiễu. Đây, mình sẽ cột lên. Rồi, sau đó rửa cái tay ha. Có thể là mình sẽ trát cái kem này lên cái tóc luôn. Đó, trát sao cho nó đừng có dính nha. Đó. Ok, để rửa tay nha các bạn. Rồi. Rồi sau đó mình sẽ quấn cái này lên ha. Quấn cái này lên. Mình sẽ quấn cái này lên để cho nó giữ đừng có chảy ra các bạn, đừng có chảy tóc ra, đừng có chảy nước á, chứ đừng có sốc xúc tóc ra. Đó. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ đi vào trong để mình thắp cái tóc này ha. Ok.